đăng ký không nên đăng ký. Mấy đứa nhỏ học về không nên đăng ký. Chị đợi em xíu nha chị ơi. Quán này mình chỉ mở từ mấy giờ anh? Em bán từ lúc 3 giờ rưỡi cho tới 8 giờ tối á. Đối diện với nhà bơi bảy Huyền Trân Công Chúa. Dạ. Chính nhà luôn. Đi vô ok. Món này của mình đầy đủ là có chỉ là có phô mai, bò khô, xúc xích, trứng, mỡ hành. Nhìn như pizza luôn. Người ta pizza Đà Lạt lại pizza Việt Nam. Quá hấp dẫn. Không, cái gì quay ấy thôi, quay để review lại trên các nhóm mà đi Đà Lạt đấy. Đâu